đã đổ bao nhiêu tiền vào cái startup này rồi? Khoảng tầm 8 tỷ 7. Trong bao lâu? Dạ, suốt hành trình đến nay là 8 năm. Cái này là chắc chắn không có lãi. Tôi sẽ không đầu tư. Thì vì nó không có phù hợp. Mình nghĩ rằng mình sẽ không lên sắp tăng nữa. Trợ lý Anh ngữ Realist chọn lời vẹt làm linh vật của mình là bởi vì chúng đại diện cho sứ mệnh mà giấc mơ Realist đang muốn giúp đỡ cho người học có thể nói được tiếng Anh. Để xin được học bổng đi nước ngoài, tôi đã có hành trình mỗi ngày 120 km đi và về thành phố để học tiếng Anh. Chúng tôi đã nghiên cứu một giải pháp xóa bỏ những cái ranh giới về địa lý và đưa tiếng Anh về vùng sâu vùng xa. Vậy cái key selling point hiện tại của mình là gì? Khi người dùng đầu tiên họ mở vào ứng dụng của tụi em á, họ thấy 7 cái tính năng, chỉ cần một khoảng thời gian 6 tháng để có thể nói được tiếng Anh thôi. Hiện giờ mình có bao nhiêu khách hàng rồi? Hiện tại thì ứng dụng Realist thì có hơn 20.000 khách hàng. Trong một ngày trung bình sẽ có bao nhiêu người dùng? Thì khoảng 200. Tôi thấy nó không có sự cạnh tranh. Cái này là chắc chắn không có lãi. Tôi sẽ không đầu tư. Tại vì nó không có phù hợp. Cảm ơn anh đã đến với Shark Tank và chào mừng anh đến với phòng thành tựu. Mới từ bể cá mập trở về thì bây giờ anh đang có những cái cảm xúc như thế nào ạ? Thú thật thì hiện tại những cảm xúc dường như là nó mất hết rồi. Hồi nãy là những cái lo âu, những cái căng thẳng nó chứa đầy trong hành trình đi đến trước sân khấu. Nhưng bây giờ thì nó tan biến mất và lòng cảm giác rất là thanh thản. Là anh đã chuẩn bị bao lâu để đến với Shark Tank? Thú thật thì hành trình này nó hơn một năm. Thật ra đến với chương trình Shark Tank đã là một sự thành công rất lớn đối với mình. Và hôm nay các sáng cũng đã nhìn thấy được cái ngọn lửa, cái niềm đam mê mà mình tập trung cho sản phẩm. Thương cái hành trình của bạn, bằng tiền, bằng mồ hôi, xương máu, bằng nước mắt, bằng nỗ lực, và tôi đánh giá rất cao con người bạn. Tâm huyết, nhiệt tình, bỏ rất là nhiều thứ, bán cả nhà. Và mình luôn nói với các bạn làm startup là phải đam mê lên, phải nỗ lực lên, phải quyết tâm lên. Thực sự thì rất là khó khăn khi phải nói với một người làm startup là dừng lại đi thì có lẽ là rất là khó khăn. Với mình đây là một cái thành công lớn nhất trong đời từ trước đến giờ. Anh đánh giá như thế nào với màn thể hiện của mình ngày hôm nay? Mình đã cố gắng hết sức và phần trình bày của mình theo mình là tốt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên là do bản chất mình chỉ là những nhà kỹ thuật và là thầy giáo thôi. Cho nên là cái góc nhìn về kinh doanh nó còn nhiều khiếm khuyết. Đó là lý do mà chưa có nhận được phần đầu tư của các sắc. Thu bằng hiện tại bằng khai là 460 triệu, âm 10 triệu. Bạn không làm được startup đâu mà bạn phải tham gia một startup nào đó. Anh không nên tham gia vào quản lý, anh chỉ làm công tác về nội dung thôi. Tất cả các sát gần như cùng địa hướng với một cái quan điểm. Mình đã thấy rõ được cái điều này rồi. Đó là điểm yếu cố hữu của những cái người làm kỹ thuật và là những người làm giáo viên như mình. Thì qua ngày hôm nay, mình cũng chỉ biết quyết tâm là sẽ cố gắng sẽ trở thành một gã bán hàng chuyên nghiệp. Thay vì cứ khư tập trung vào cái phần kỹ thuật và dạy học của mình. Thì chỉ có như vậy thì mình mới có thể chứng minh được với các sát là một người nào đó cũng có thể giỏi được trên nhiều mặt trận. Em nghĩ đó là một cái tư duy rất là cấp tiến. Mình biến những cái lời nhận xét, những cái mà mình nghe được trong cái hành trình mình đi thành một cái động lực. Trong suốt cái quá trình mà mình thương thảo với các sát thì cuối cùng mình cũng sắp có gần như là mục tiêu với lại sát cùng anh. Cái nhiệt huyết của anh lớn, đó là cái niềm mà em thấy nãy giờ rất là lay rứt. Thì thôi bây giờ thế này, mình sẽ bỏ tiền nuôi tiếp, làm tiếp cái dự án này cho anh. Tạm thời trước mắt là bỏ vô 100.000 này, mình 50, anh 50. Anh đã từ chối cái điều đó. Vậy thì trong cái phút giây mà anh đưa ra quyết định thì anh đã suy nghĩ gì? Cái mức 50% cổ phần thực sự nó là một cái con số đánh nổi, chưa phải thời điểm này. Nếu chỉ đơn giản, đơn thuần là mình chấp nhận cái đề xuất đó, tự mình đã thừa nhận là mình sẽ làm không được cái phần bán hàng. Và một startup mà không làm được điều đó thì thật ra cũng không nên làm startup như xác định nói đâu. Bạn không làm được startup đâu. Cho nên mình cũng muốn chứng minh cái nỗ lực của mình trên mặt trận bán hàng nó tốt hơn và sát sẽ cho mình một cái deal tốt hơn. Anh có suy nghĩ là sẽ quay trở lại Shark Tank trong một mùa gần nhất hay không? Mình thấy là nếu mà mình được lên sóng mùa này mà lại tiếp tục lên sóng mùa sau thì thật sự mình hơi ích kỷ. Cũng nên dành cơ hội phát sóng cho những startup khác. Cũng sẽ có những startup gặp rất là nhiều khó khăn thì họ cần một cái cú hích. Mình nghĩ rằng mình sẽ không lên sắp tăng nữa. Thế em được biết là anh đã dành một cái đoạn hành trình rất là dài, gần như là 8 năm để mình đầu tư tất cả các tâm huyết vào cái dự án. Phải nói là ước mơ của anh trong cuộc đời anh luôn. Cái khoảng thời gian đã trải qua với anh như thế nào, có nhiều khó khăn ra sao, anh có thể chia sẻ cho khán giả cùng biết không? Thật ra hành trình của mình á, mình cũng có niềm tin lớn với những sản phẩm được công nghệ. Nhưng mà thực tế khi triển khai mình thì cái khoản đầu tư nghiên cứu phát triển nó rất là lớn. Đã đổ bao nhiêu tiền vào cái startup này rồi? Em nghĩ là khoảng tầm 8 tỷ 7. 8 tỷ 7 trong bao lâu? Dạ, suốt hành trình đến nay là 8 năm. Đội IT với em báo rằng em nhất định sẽ có một trong những sản phẩm tốt nhất thế gian này.
em tin vào các bạn em bán cái nhà. Và khi bắt đầu bán nhà rồi, gia đình nó cũng có nhiều chuyện lục đục, thì nó dẫn đến cái chuyện là gia đình bị tan vỡ. Nhưng mà đau lòng hơn là chính những đội ngũ IT mà mình đã cố gắng bán đi tài sản của mình để cố gắng hàn gắn, để dựng lại nó, nhưng mà nó lại tiếp tục nổ vỡ. Cũng may là mình đã đứng vững được đến ngày hôm nay. Em rất là thắc mắc là cái động lực nào khiến cho anh vẫn tiếp tục cái con đường này tới bây giờ. Mình biết rằng mình đang làm một cái điều đúng đắn. Đâu đó ở vùng sâu vùng xa, những người giống như mình ngày xưa muốn đi học tiếng Anh để xin học bổng đi nước ngoài giống mình á, thì mình thấy rằng đâu đó sẽ còn những con người như vậy, và mình đang chiến đấu vì cái điều đúng đắn đó. Anh nghĩ rằng là trong khoảng bao nhiêu lâu nữa thì ước mơ của mình sẽ thành hiện thực? Thì hệ thống các bài giảng và hệ thống các sản phẩm phái sinh của mình đã chuẩn bị rất là sẵn sàng rồi, giờ chỉ còn thiếu mỗi một cú hích này mà thôi. Thật sự là ngày hôm nay khi mà nghe những chia sẻ của anh thì em cảm thấy rất là hâm mộ cái tinh thần, cái ý chí của anh và những cái phấn đấu nỗ lực để mà anh có mặt ở Shark Tank ngày hôm nay. Và chắc chắn rằng là phải nâng ly để ăn mừng cho một cái cột mốc đặc biệt như ngày hôm nay. Cheers. Cheers. Xin cảm ơn vì niềm tin. Ban tổ chức xin gửi tặng cho anh một cúp đến từ Casper, đeo một kỷ niệm chuông để mình có thể ăn mừng và ghi nhận những thành tựu của mình ngày hôm nay. Và thêm vào đó là một phần quà đến từ Casper phiên bản đặc biệt. Xin chúc anh sẽ có thêm thật là nhiều dấu ấn và thật là thành công trong tương lai. Dạ. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Nâng ly mọi cột mốc cùng Casper. Chất men của thành công. Casper chỉ một chất men đánh ngàn thành tựu.